Dân gian ngụy văn thực lục tập 101, dịch, phong lăng, được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên Bạch Ngọc Sách.vip, chương 161, vết nứt la bàn. Lực kéo đó mạnh đến kỳ dị, trong lòng tôi càng ớn lạnh, hai chân vụt chống lấy vị trí nằm giữa ghế ngồi và cửa xe. Gần như cả nửa thân người đều như sắp bị xé nát ra. Thì bên cạnh tôi đột ngột truyền lại tiếng sủa điên cuồng của ngao sói, tiếp đấy thân thể lại bị ngao sói húc mạnh một phát. Tất cả những điều này nói thì lâu chứ chỉ phát sinh ra trong chớp mắt. Bàn tay túm lấy tôi bị đập văng ra. Ngao sói lao xuống xe, vị trí vai trái cũng bị Lưu Văn Tam ấn mạnh lại. Cảnh tượng trong tầm mắt càng khiến tôi tim đập chân run. Một à đàn bà bụng chửa to, mặt mũi cô ta hung hãn, dùng sức vẩy cánh tay. Ngao sói đang cắn chặt lấy cẳng tay cô ta, kiểu gì cũng không chịu nhả. Tiếng hét thê thảm trói tai cùng với tiếng khóc thút thít xuyên thấu màn mưa đêm ầm ầm vang lên bên tai càng đáng sợ hơn là trong cơn mưa sấm chớp như thế này mà mây đen lại còn bị xé rách ra một luồng sáng trăng rót lên người ả à đàn bà đó ánh trăng vừa lạnh lẽo vừa âm u càng tăng thêm vài phần thê thiết da đầu tôi như bung ra càng cảm thấy vô cùng khủng khiếp trong tiếng hét trói ta của ả à đàn bà đó đầu tiên là trên trán cô ta mọc ra lớp lông nhung màu đen đỏ ngay sau đó là phần cẳng tay bị ngao sói ngoạm lấy cũng đang mọc lớp lông tóc màu đỏ thấm. Tiểu Hắc, quay về mau, tôi đúng là bị dọa không hề nhẹ, lập tức quát lên một tiếng. Ngao sói một phát nhả mồm ra, hai chân bật một phát xuống đất, lao vụt quay lại. Có điều nó không về lại bên chân chúng tôi, mà nhảy vọt một phát, hóa ra là lên trên nóc xe, càng hung hãn hướng về phía ả à đàn bà đó sủa điên cuồng. Sủa mấy tiếng xong, nó lại kêu thành kiểu tiếng chu kéo dài hùa theo màu đen kịt của mưa đêm và trăng đêm, vòng tròn lông trên cổ cũng hoàn toàn dựng ngược hết lên. Mí mắt tôi giật điên cuồng, cũng mới phát hiện trên móng ngao sói có một vòng vết máu đen bẩn, thậm chí còn khiến con người vốn đã màu đỏ của nó càng sung huyết đỏ âu hơn. Trước đây ngao sói nhìn thấy quá phụ liêu, không phản ứng như thế này. Nó lúc ban đầu nhất thì sợ không chịu nổi, không dám chạm vào. Nhưng bây giờ lại dám giữ như thế này. Là bởi vì miếng máu ấy, tư duy này chỉ lướt qua một phát. À đàn bà bụng chửa to kia sau khi rằng ra khỏi ngao sói, cô ta sụt xịt ôm lấy bụng, cúi đầu, khóc thút thít không ngừng. Lại là một tia xét xẹt qua, lần này tôi không dám nhắm mắt nữa. Chỉ sợ cô ta lại đột ngột động thủ thì không có sự phòng bị, trong tay nắm chặt lấy búa và đinh sắt. Lưu Văn Tam cũng nhảy xuống xe, hai tay lão nắm lấy chạm quỷ đao, trên trán không biết là nước mưa hay mồ hôi, từng hạt to đùng đang rớt xuống tiếng gào thảm thiết của phùng khuất trên xe cũng lẫn lộn trong đây càng khiến sự thê lương của đêm mưa thêm nổi bật cô ta đột nhiên run rẩy ngẩng đầu lên ánh mắt ai oán khác thường nhìn tôi một cái đôi môi trắng nhợt không sóc máu mấp máy một cái giọng nói lạnh lót ai oán la thập lục mày quá nhẫn tâm không xứng làm bà đỡ âm linh tao cầu xin mày giúp đỡ mày lại thả ngao ra cắn tao tao mang bầu 10 tháng mà mày cũng xuống tay được sao giọng điệu của cô ta không hề có chút hung tợn nào chỉ là cái giọng nói ai oán khóc lóc ấy cứ không ngừng là lướt bên tai khiến người ta nghe mà không nén được áp lực bức bối nhưng sống lưng tôi lại có khí lạnh không ngừng chạy dọc cả người đều sắp cứng đờ lại cảm giác đau điếng nơi đầu ngón tay ngược lại có thể kích thích khiến tôi tỉnh táo nếu không phải là như vậy sợ rằng cũng sẽ giống như quá phụ liêu khi đó nhìn tôi một cái nói nói một câu là thân người tôi liền khó có thể động đậy được tao sẽ còn quay lại tìm mày. Cô ta bất chợt buông lại một câu, rồi quay người, run rẩy từng bước từng bước, loạn choạng đi về phía bên đường. Bên cạnh chính là lùm cây phía dưới đường cái. Rất nhanh, cô ta đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tim tôi đập thình thịch không ngừng, cả người cũng mềm nhũn hết ra, loạn chọn muốn ngã. Lưu Văn tam đỡ lấy vai tôi. Ngao sói cũng nhảy khỏi nóc xe, đứng bên cạnh rên ư ử mấy tiếng. Chú Văn Tam, gọi cấp cứu, báo cảnh sát tôi cố nén sự đau đớn và mệt mỏi, gọi một tiếng. Lưu Văn Tam bắt đầu gọi điện, tôi cất cái búa và đinh sắt đi, sau đó rút bỏ mảnh vụn thủy tinh trên đầu ngón tay ra, lập tức máu chảy ròng ròng. Tất cả những chuyện này cũng chỉ diễn ra trong tầm hai ba phút mà thôi. Tài xế của chiếc xe tải va chạm với chúng tôi hoảng hốt chạy xuống, hỏi tình hình chúng tôi, hắn cũng đang báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Tôi không đếm xỉa đến hắn, lúc này đúng là không có tâm trạng cũng chẳng có tinh thần Chiếc xe chở những người vớt xác khác đi sau chúng tôi cũng đã dừng lại. Trên đường còn có không ít xe cũng dừng lại, tốm lại hóng chuyện. Hà Tiên Thủy bước lại gần phía trước, mí mắt gã giật điên cuồng, thần sắc trông cũng có vài phần phức tạp, chằm chằm nhìn tôi, cũng chẳng nói thêm gì. Mấy người vớt xác khác kia thì quan tâm hỏi thăm tôi mấy câu, cũng có người đến dìu tôi qua phía bên kia xe ngồi xuống. Ngao Sói và Lưu Văn Tam cũng đến bên cạnh, tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc Mercedes Big G gặp tai nạn đến xuất thần chỉ hy vọng phùng khuất đừng xảy ra chuyện hắn giúp tôi cũng không ít chạy tới chạy lui nếu vì họa huyết quang của tôi mà liên lụy đến những người khác thì đúng là mất nhiều hơn được mười mấy phút sau xe cứu thương đã tới lúc phùng khuất bị khiêng đi ý thức vẫn còn tỉnh táo tôi chú ý đến trên người hắn không có mấy thương tích ngoài da nghiêm trọng đáng sợ nhất là mặt và cánh tay đều bị thủy tinh cứa rách liên tục chảy máu còn lưu văn tam cũng bảo tôi đi viện nhưng tôi từ chối bảo một y tá băng bó sơ qua đầu ngón tay, rồi xe cấp cứu liền đưa Phùng khuất rời đi. Cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường, người nhà họ Phùng đi phía sau cũng đuổi theo lên trước phối hợp. Lại đợi đến lúc chúng tôi về tới nhà họ Phùng, thì cũng đã gần đến 10 giờ rồi. Trong phòng khách ở hậu viện, Phùng Chí Vinh đang đợi chúng tôi. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, ông ta cũng vô cùng kinh hãi, còn hạ giọng nói một câu, đợi xong rồi sẽ phải bảo Phùng khuất đưa lời giải thích cho tôi. Tôi lập tức lắc lắc đầu, bảo Phùng Chí Vinh không được làm khó Phùng Khuất. Lần này ngược lại là tôi liên lụy khiến hắn gặp chuyện. Phùng Chí Vinh vô cùng ngạc nhiên, tôi không giải thích thêm gì khác cho ông ta. Lưu Văn Tam thì đi qua nói nhỏ với Phùng Chí Vinh mấy câu. Phùng Chí Vinh gật gật đầu, bảo thủ hạ chia ra đưa mấy người vớt xác kia nghỉ ngơi. Rất nhanh trong phòng đã chỉ còn lại ba người chúng tôi. Phùng Chí Vinh lúc này mới trịnh trọng nói, ông ta bây giờ sẽ đi liên hệ một chút với vị phong thủy sư trước đây hợp tác với nhà họ phùng rồi sau đó rửa tay gác kiếm xem xem thành phố nội dương có ai có thể làm nhái la bàn ông ta cũng sẽ điều động mối quan hệ tìm cách từ cả phương diện khác tôi hít sâu một hơi nói một chữ được lúc này nghỉ ngơi lâu như vậy trạng thái tinh thần của tôi đã hồi phục không ít ngoài ngón tay vẫn đau đớn khó nhịn nổi ra những thứ khác đều vẫn ổn chú văn tam Bây giờ chúng ta qua lấy cái la bàn nhái trên người bố cháu xuống. Chú chấn xác một tí, chắc không có vấn đề gì chứ. Lưu Văn Tam nhíu mày nhìn sang tôi. Mày về phòng nghỉ đi, mình chú đi thôi. Hắc sát vẫn ổn, còn đối phó được. Bố mày bây giờ chưa chắc đã còn gây chuyện. Tôi lắc lắc đầu, nói cùng đi. Không thể để lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Cùng với Lưu Văn Tam đến dãy nhà bên chỗ đặt quan tài của ông nội và bố tôi. Kỳ thực bà nội tôi cũng ở trong khu này. Chỉ có điều giờ này bà nội đã ngủ rồi, nên bà nãy mới không ra. Bên dưới mái hiên ở một chỗ trong sân, có đặt hai cỗ quan tài đen xì xì. Di ảnh và bài vị đều được đặt ở trên đầu, cỗ bên trái là của bố tôi. Bước đến trước quan tài, tay trái của tôi đỡ lấy nắp quan tài, Lưu Văn Tam cũng cùng động tay. Rất nhanh, nắp quan tài đã bị đẩy mở. xác chết của bố tôi nằm im dưới đáy quan tài, chiếc lá bàn nhái kia dựng ở trên đầu bố, lúc này có ánh trăng rót xuống, khiến tôi kinh hãi là trên la bàn nhái, hóa ra đã bắt đầu có một vết nứt. Chương 262, có người kế tục. Lúc đó, tôi cảm giác cả người đều không ổn chút nào. Tuy rằng ông nội tôi để lại rất nhiều la bàn vỡ, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy phải là chấn xác đại hung. Sau đó hạ táng thì chiếc la bàn nhái này mới vỡ, cũng giống như quá phụ liêu vậy, chấn một chút thì không vỡ được. Không ngờ rằng chiếc la bàn này chỉ chấn bố tôi thôi, mà ngược lại đã có vết nứt ổn định lại tâm trạng một chút, tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Sợ rằng là bởi vì chấn bố tôi thời gian lâu quá rồi, dù gì cũng là hắc sát, lúc đó cũng phát sinh không ít biến cố, chẳng bảo đảm được liệu bố có khả năng trở nên hung dữ hơn hay không. Tay Lưu Văn Tam lôi ra một loạt đinh gỗ đảo, không thiếu những chiếc đinh màu đen mà khi đó Phùng Chí Vinh đưa cho lão, phân biệt đóng vào lồng ngực, bả vai, chân đùi và trên trán của bố tôi. Lão vừa chấn xác, vừa thở dài nói, Ông là bố ruột của thập lục, tôi là bố nuôi của nó. Chúng ta đều là vì thập lục, nên tôi mới phải chấn đi chấn lại xác ông. Lần này lại đắc tội rồi. Đợi xong xuôi tôi cúng rượu cho ông, không say không về. Dầm, trong quan tài đột nhiên khẽ vang lên một tiếng động. Chiếc la bàn nhái kia, hóa ra tự mình rơi khỏi đỉnh đầu của bố tôi, lăn ra bên rìa quan tài. Tôi cũng quỳ xuống, hướng về phía bố tôi dập đầu lạy, sau đó mới đi nhặt la bàn nhái lên cúi đầu chăm chăm nhìn vào vết nứt ở chính giữa la bàn, tim tôi như treo lên một nấc, cũng chẳng biết nó có còn dùng được nữa không, và có thể dùng được bao lâu. Thế này, có còn chấn được cái xác nữ kia nữa không? Lại nhìn sang bố tôi một cái, xác chết của bố chẳng có biến hóa gì, đinh gỗ đào đóng chắc nịch. Lưu Văn Tam quệt chán một phát, thở hắt ra một hơi nói, không vấn đề gì lớn nữa, đợi xong hết việc rồi, thì lại tìm bố mày uống bữa rượu. Rồi, chú Văn Tam chú cũng bận bịu lâu như thế, giờ cứ đi ngủ một giấc tử tế đã, ngày mai ra sông Dương, còn không ít chuyện, tôi hơi thở phào một hơi. Lưu Văn Tam chăm chăm nhìn tôi mấy giây, sau đó mò từ trong túi ra một chai nhị qua đầu, nhét vào trong tay tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu nhìn lão. Lưu Văn Tam mới vỗ vỗ vai trái của tôi, đầu ngón tay đều bị đâm xuyên cả rồi. Chú Văn Tam sợ mày không ngủ được, làm vài hớp rượu trắng, chứ không mày không nhắm mắt ngủ nổi đâu. Rồi, trong tâm tôi hơi có chút ấm áp, lưu văn tam rời khỏi dãy nhà bên đi qua bên dãy nhà người vớt xác nghỉ ngơi còn tôi thì cũng về lại phòng mình ngao sói đi đến chân giường tôi nằm xuống nó dường như cũng buồn ngủ rồi ngáp dài một cái vết máu trên móm đã bị liếm sạch sẽ từ lâu tôi trước tiên vào phòng vệ sinh tắm rửa một chút rồi mới nhìn chằm chằm lên mặt mình ở trong gương không nhìn không sao nhìn một phát thế này xong trên trán tôi toàn là mồ hôi lạnh vã ra lần trước tôi tự mình xem tứ mặt cho mình nhìn thấy xương dịch mã sụt xuống lông mày như than cháy sau đó trong thôn xảy ra bao nhiêu việc như thế cũng tổn thương đến thân người tôi khiến tôi gặp nguy hiểm suýt chết lúc này tướng mặt của tôi còn phải nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều rất nhiều đầu tiên là tóc dựng đứng lên không ít trông khô khốc khác thường một đường khí xanh từ mép tóc xuyên qua ấn đường cứ thế xuyên thẳng qua sống mũi cuối cùng rơi xuống nhân trung khí xanh vào nhân trung khó sống qua bảy ngày là vong mạng ấn đường chóp mũi và vị trí hai gò má xuất hiện khí đen kiểu tướng người chết này khó sống qua ba ngày là vong mạng trong lúc hoang mang tôi dường như phát hiện đầu mình còn như xuất hiện trùng ảnh vậy tướng người chết ba nhọn sáu mòn cũng đã xuất hiện rồi trong lòng rất áp lực tôi lắc lắc đầu lại sờ mò vào cần cổ trong tướng mặt nếu như chán đen đầu nặng cổ cứng thì đấy là dấu hiệu không thể cứu vãn được người ắt phải chết còn may Ngoài tướng mặt ra, những thứ khác đều bình thường. Cố nhịn cảm giác kinh hãi, tôi không hề bi quan đến mức đó, họa huyết quang đến vừa nhanh vừa gấp, báo ứng mà tôi nhận được nặng như thế này, thì đại biểu cho việc mà bản thân trần mù vốn dĩ phải chịu đựng, tuyệt đối không hề kém tôi, nếu như không phải khi đó tôi động đến mệnh số, e rằng tối hôm nay người xảy ra chuyện sẽ chính là lão. Tôi lại há miệng ra nhìn, trên cuống lưỡi không hề có khí đen. Mò định la bàn ra tôi từ từ đem nó đặt lên trên đỉnh đầu. Đây hoàn toàn là hành động và sự thăm dò một cách vô thức của tôi. La bàn nhái có thể chấn xác chấn quỷ, thì bản thân định la bàn chính là một đạo đại phù, coi như là chấn vật âm dương thuật rất mạnh, tôi gặp báo ứng, và còn bị ngoại tà thâm nhập, hoặc giả cũng sẽ có tác dụng. Giây phút định la bàn đặt lên xương thiên linh, tôi đột nhiên cảm thấy tầm nhìn rõ nét hơn rất nhiều, làm gì còn ngột ngạt bức bối như thế kia nữa, khí đen cũng rút đi, cố nén cảm giác kích động của nhịp tim đập, tôi về lại bên giường, uống một hớp lớn rượu trắng, nằm lăn ra ngủ luôn. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ánh nắng đã trói mắt, tinh thần cả người đều sảng khoái hơn không ít, ngón tay vẫn còn nhâm nhầm đau, vải băng bó đều bị thấm màu máu. Lại đứng dậy đi xe một lượt tướng mặt, hôm qua đội định la bàn trên đầu ngủ một đêm, tôi phát hiện khí đen trên trán tôi, và cả mấy cái tướng mặt người chết kia đều không xuất hiện nữa. Tuy nói tướng mặt chỉ xuất hiện trong chớp mắt, khó có thể nhìn thấy toàn bộ lần thứ hai nếu không thì chỉ có thể là vấn đề của tướng mặt trở nên trầm trọng hơn nhưng sơ lược từ tinh khí thần của một người vẫn có thể nhìn ra được giống như một người già ốm nằm viện lâu rồi ai sắp chết ai sắc mặt vô hồn đôi mắt trống rỗng đều không giống so với những người sắp được xuất viện ngao sói cũng đang ở phía ngoài phòng vệ sinh vẫy đuôi với tôi nó dường như càng hưng phấn hơn chút so với hôm qua da móm lúc lại rung nhẹ lên đánh răng rửa mặt xong Tôi và Ngao xói ra khỏi phòng. Bà nội đang quét dọn ở trong sân. Bà ngoảnh đầu nhìn sang tôi, liền rất vui mừng. Chuyện ngày hôm qua, không cần thiết phải kể với bà, khiến bà mất công lo lắng. Bà nội cũng vội bước lại, hỏi tay tôi làm sao thế. Tôi nói qua loa đơn giản đôi câu. Bà nội mới bảo với tôi, Phùng Chí Vinh phái Phùng Bảo và Phùng Quân qua đây hai lần rồi. Tôi chưa tỉnh nên không gọi. Tôi bèn lập tức đi qua phòng tiếp khách của hậu viện tất cả người vớt xác đều đang ngồi quanh đó ăn sáng. Thần sắc Lưu Văn Tam rất sung mãn, đang miêu tả sinh động cảnh tối qua chúng tôi đụng phải xác sát, sát. Lão đại hiển thần uy như thế nào, ngao sói thì cắn cái xác sát, sát đó ra làm sao. Tôi bó tay, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Đương nhiên, Hà Tiên Thủy liên tục cúi đầu, không nói năng gì mấy. Thấy tôi tới, Lưu Văn Tam liền gọi tôi mau lại ăn mấy miếng cơm trước đã. Phùng Chí Vinh đã đưa người ra tiền viện đợi chúng tôi rồi bảo tôi qua nhà chính ở phía trước. Tôi nghe thấy thế, làm gì còn ăn uống nổi nữa. Lập tức vội vàng quay người, lại đi qua tiền sảnh. Lúc gặp Phùng Chí Vinh, Phùng Bảo và Phùng Khuất đang gác ở cửa. Bên cạnh Phùng Chí Vinh còn có một người đang đứng. Khuôn mặt thon dài, lông mày gần thông đến trước huyệt thái dương, ngũ quan rõ nét, đầy đạn có thần. Đôi mắt thần vẫn đầy tràn, nét mặt cười mỉm ôn hòa. Một thân đường phục lại càng mực thước, rất có cái kiểu cảm giác cao thâm, tôi bước tới tiền sảnh, sắc mặt Phùng Chí Vinh lập tức vui vẻ, giới thiệu với tôi, là tiên sinh, vị này là Trương Nhĩ, Trương Tiên Sinh, đã tới rất lâu rồi, trước đây tôi từng kể với cậu, Trương Tiên Sinh trước khi rửa tay gác kiếm, thì vẫn luôn hợp tác với nhà họ Phùng chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, cũng đưa tay ra, bắt tay với Trương Nhĩ. Lúc ánh mắt va chạm với nhau, trong mắt Trương Nhĩ có chút vẻ ngạc nhiên. Chính là cậu giúp nhà họ Phùng sửa phong thủy của âm trạch còn trẻ như thế này mà đã có thể nhìn ra được chỗ đất đại tiểu minh đường, đúng thật là khiến tôi kinh ngạc. Phùng gia chủ nói cậu là cháu trai của La Trung Lương, tôi còn có chút không tin. Hôm nay gặp rồi, quả nhiên trên thần sắc của cậu, có vài phần giống với ông nội cậu. Giọng nói của Trương Nghĩ rất chứng chạc, lão cũng cười cười nói, chỉ có điều, cậu không chỉ âm thuật có thành tựu, tôi nghe Phùng gia chủ nói, cậu còn biết dương toán. Âm dương thuật đều không tồi, tại sao không mặc đường phục của âm thuật tiên sinh lên người, cũng để cho người ta biết là trung lương có người kế tục chứ. mươi 263, tôi muốn nghiên mực và bút. Trương Nhĩ biết ông nội tôi, hơn nữa còn có vài phần kính trọng ông, khiến lòng tôi yên tâm vài phần. Chỉ có điều những lời phía sau của lão lại khiến tôi ngượng ngập cười khổ. Chỉ đáp lời một câu, nói tôi bây giờ học nghề còn chưa tinh thông, trước đây cũng từng mặc đường phục rồi, có điều khiến ông nội tôi mất mặt vậy nên thôi đợi sau này có bản lĩnh thật sự rồi, thì mới lại dùng đến danh hiệu của ông nội. Trương Nghĩ lại đột nhiên chầm chầm nhìn tôi, trong mắt có vẻ nghĩ ngợi. Một lát sau lão nói, tôi nghe Phùng gia chủ nói, cậu cần làm nhái la bàn, là định la bàn của âm thuật tiên sinh à. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng thời lấy cả định la bàn và la bàn nhái ra. Bản thân tôi thì không muốn lấy định la bàn ra, đối với phong thủy sư mà nói thì đây là bảo vật. Nhưng có một câu nói là dùng người không nghi ngờ, người nghi ngờ thì không dùng huống hồ trên la bàn nhái đã có vết nứt tôi cũng sợ sẽ có vấn đề lập tức thần sắc của trương nhĩ cũng trịnh trọng hơn rất nhiều đôi tay vững vàng đỡ lấy định la bàn sau đó mới một tay giữ định la bàn tay còn lại đỡ lấy la bàn nhái định la bàn đặt trong bàn tay lão kim chỉ dần dần có thay đổi còn la bàn nhái thì đỡ đẫn hơn rất nhiều hơn nữa định la bàn có tận mấy chục tầng từ bát quái diễn biến thành các kiểu phong thủy la bàn nhái thì chỉ có ba tầng đơn giản. Phải tới tận mấy phút sau, đầu mày trương nhĩ hơi rung lên hai phát, sau đó mới nói, định la bàn này là chiếc có nhiều tầng nhất, toàn vẹn nhất mà tôi từng thấy, không hổ là vật trong tay của âm thuật tiên sinh. Từng có lời đồn, âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán là đồng môn, bọn họ học là âm dương thuật. Cuối cùng lại ai đi đường đấy, âm thuật tiên sinh theo âm thuật xem việc, thiết khẩu kim toán thì làm dương toán. Chiếc la bàn làm nhái này, Khắc tầng thứ nhất Tiên Thiên Bát Quái bản, tầng thứ hai Địa Mẫu Phiên Quái Cửu Tinh bản, tầng thứ ba Nhị Thập Tứ Thiên Tinh bản, nó là sự chiếu rọi của Bát Quái sơ sinh, Địa Mẫu và Thiên Tinh, lấy tướng Bát Quái có thể dùng để trấn tà. Chỉ tiếc là chất liệu quá kém, đồng tôi không được cao, tuy la bàn điêu khắc tinh xảo, nhưng cũng không chịu nổi vài lần sử dụng. Nếu tôi nhìn không nhầm, thì chiếc la bàn này chắc từng chấn qua xác rồi mới nứt đúng không? Tôi gật mạnh đầu nói đúng, không sai. Tôi đã rửa tay gác kiếm được một thời gian rồi. Nếu lại ra tay, thì coi như là xuất núi. Có điều trước đây tôi từng nhận được sự chỉ điểm của âm thuật tiên sinh, giúp cháu nội ông ta, cũng không sao. Chiếc la bàn nhái này, tôi có thể khắc, có điều cần thời gian. Trương Nhĩ vuốt vuốt tròn dâu dài nửa ngón tay dưới cằm, rồi mới trả lời. Nhanh nhất cần bao lâu, tôi cần một chiếc dùng gấp, tôi lập tức nói. Trương Nhĩ trầm ngâm mấy giây, ánh mắt của lão càng thâm sâu, đột nhiên nói, bà nãy Phùng gia chủ nói với tôi một số tình hình liên quan đến sông Dương, bản thân tôi cũng định đi qua xem xem. Sông Dương có ngàn xác chết, một chiếc la bàn nhái, sợ là chẳng tác dụng gì mấy nhỉ. Tôi do dự một chút, nghĩ tới cái xác nữ bụng chừa kia, trong lòng lại phát hãi, đồng thời cũng cảm thấy có chút quay cuồng. Đó hoàn toàn là cảm ứng từ trong vô tận. Tôi ngay lập tức liền cảm thấy, tai họa và mệnh số của tôi, khả năng có quan hệ không nhỏ với cái xác nữ này. Cũng vào lúc này, Trương Nhĩ đột ngột đem hai chiếc la bàn đặt cả lên trên bàn bên cạnh. Tốc độ của lão rất nhanh, một tay một phát bóp lấy xương hàm dưới của tôi. Tay trái thì dùng ngón cái và ngón áp út phân biệt ấn lấy vị trí huyệt thái dương của tôi. Lão không còn vẻ chứng chạc ban nãy nữa, đầu mày nhíu chặt lại. Khí xanh vào nhân trung, bảy ngày nhất định chết. Ấn đường chóp mũi hai má đen, tướng này khó sống qua ba ngày. Xương dịch mã của cậu rớt xuống, vốn là tướng người chết đột tử, nhưng lại có khí âm dương trợ đỡ sắc mặt. Phùng gia chủ ban nãy còn nói, tối qua cậu đã gặp nguy hiểm rồi, ban nãy nhìn như không vấn đề gì, giờ đột nhiên lại lộ ra tướng mặt tổn thương, cậu dùng la bàn chấn mệnh rồi. Tốc độ nói của Trương Nhĩ rất nhanh, tuy rằng lão nhìn trông đã đến tầm tuổi trên 60, tuổi tác còn lớn hơn so với Trần Mù và Lưu Văn Tam. Nhưng từng lời nói từng hành động và cả động tác nhìn lên trông đều rất khỏe mạnh, đặc biệt là những lời nói đó của lão càng khiến trong lòng tôi không ngừng kinh hãi. Thời gian dài như vậy rồi, tôi ngoài việc gặp Lý Đức Hiền biết thuật phong thủy ra, vẫn chưa từng gặp được người cùng nghề nào khác. Đương nhiên, Phùng Chí Vinh mời Trường Nhĩ tới đây, thì trình độ phong thủy của lão chắc chắn là không thấp được. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, lão hóa ra còn biết tướng mặt đoán cốt. Trong giây phút tinh thần tôi hoang mang, lão còn quan sát được sự biến hóa tướng mặt của tôi. Đương nhiên trước khi lão nói, tôi không hề biết phương pháp dùng định la bàn tối qua đó của tôi gọi là chấn mệnh tôi cố nén sự kích động trong lòng gật gật đầu trương nhĩ bỏ tay ra lão nhíu mày nhìn tôi dường như là đang suy nghĩ tôi cũng đè nén tất cả suy nghĩ xuống lúc đang định mở mồm thì trương nhĩ bất chợt lại hỏi một câu tướng mặt của cậu không giống loại trường kỳ tối qua mới xuất hiện đúng không thuật dương toán không yếu còn biết dùng định la bàn chấn mệnh sốt ruột cần la bàn nhái như thế này bên cạnh cậu, chắc có một thứ rất giữ đi theo đúng không? Phùng Chí Vinh lúc này đã rời khỏi phòng. Trương Nhĩ cũng nhìn sang đầu bên kia sân, lập tức càng kinh ngạc nói, ngao sói của Trần Mù, lão cũng ở đây à? Ngao sói không hề cùng tôi vào trong sân, bà nãy tôi đi gấp quá, cũng chẳng chú ý đến nó, lúc này mới theo tôi tới. Tôi lắc lắc đầu, chú Trần bảo tiểu hắc theo tôi, chú ấy không có đây. Lúc này tư duy của tôi cũng đã hoàn toàn được sắp xếp xong, cũng chẳng giấu giếm trương nhĩ mà trực tiếp kể chuyện của cái xác nữ mang bầu kia với lão bao gồm nguồn gốc của xác nữ cùng với hoàn cảnh lần đầu tôi gặp cô ta trong tâm tôi vẫn hơi có chút căng thẳng và kích động bởi vì cuối cùng cũng gặp được người trong nghề tuổi tác của trương nhĩ lớn hơn tôi tôi hoàn toàn dựa vào đọc sách tự học rất nhiều thứ đúng thật là không hiểu thậm chí đến cả sát cũng đều là biết được từ miệng của lưu văn tam ngoài những kiến thức thuật pháp cố định trong sách giả đối với rất nhiều thứ tôi đều coi như là chẳng biết gì cả đây cũng là lý do một thời gian dài như thế tôi làm gì cũng rất bị động bởi vì theo lý mà nói một phong thủy tiên sinh có tiếng tăm có bản lĩnh chắc chắn phải hiểu biết nhiều hơn so với lưu văn tam và trần mù rất nhanh tôi đã đem chuyện của cái xác nữ bụng chửa kia ra kể xong đương nhiên về tướng mặt của tôi tôi đến cuối cùng cũng chẳng giấu giếm thật thà kể lại chuyện tôi bói quẻ cho người ta hơn nữa còn thay đổi tướng quẻ phùng Chí vinh có biết một số chuyện của trương cửu quái quan hệ của ông ta và trương nhĩ ông ta chắc sẽ không che giấu cũng may tôi kể rõ ràng hoặc giả có thể từ chỗ trương nhĩ biết được một số thời cơ có thể hóa giải tôi nói hết xong ánh mắt và sắc mặt của trương nhĩ liên tiếp biến hóa tận mấy lần cuối cùng lão lại thở dài một tiếng âm dương thuật vốn không phân nhà trong đó bèn là địa tướng kham dư thuật mà la trung lương và trương cửu quái học được là một mạch tương đối chính thống những hệ phái khác có rất nhiều đều là không chính thống hoặc là kế thừa đơn nhất năm đó bọn họ đường ai nấy đi địa tướng kham dư cũng tan lụi dần kỳ thực là một chuyện đáng tiếc lớn của giới phong thủy thành phố nội dương có thể tụ tập một lượng lớn phong thủy sư cũng là bởi vì có bọn họ ở đây không ngờ là cậu hóa ra lại đem hai thuật này hợp nhất lại với nhau tôi cũng coi như cơ duyên trùng hợp mà gặp được cậu cậu tuyệt đối không phải người tầm thường mệnh số cơ duyên cũng đã định như vậy có điều chỉ nhận được sự kế thừa mà không có được sự chỉ dạy của âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán cũng coi như đáng tiếc tôi thì cũng có thể giúp cậu tuy rằng tôi không bằng bọn họ nhưng mấy chục năm kinh nghiệm này của tôi đủ để đưa cậu thực sự vào nghề cũng có thể giúp cậu cùng đối phó với cái xác kia có điều tôi muốn lấy bút và nghiên mực của âm thuật tiên sinh làm thù lao cậu đưa không cuối cùng trương nhĩ dứt lời cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi mặt tôi hơi biến sắc không mở mồm nói nữa. Trường 264, người không chút quyết đoán, sao thành đại sự được. Lúc đó khi lấy la bàn nhái, tôi đích thực có cầm được một cây bút, một nghiên mực và một sấp giấy vàng. Bao gồm cả lông đuôi gà mà ông nội tôi đã sử dụng. Bút và nghiên mực có thể vẽ chấn sát phủ. Lông đuôi gà thì từng đoạt tính mạng của mẫu tử sát. Tôi không phải chưa từng nghĩ dùng sát thuật để đối phó với cái xác nữ mang bầu đó. Nhưng tôi sợ cô ta quá dữ, còn chưa đợi tôi lôi sắt thuật ra dùng cô ta đã bóp cổ chết tôi trước rồi cái kiểu xác sát, sát đến mức như cô ta thì mấy cái xác nằm im bất động mà hóa sát kia không thể đem ra so sánh được một khi động thủ nếu như không nắm chắc mười phần thì đều là đang đánh cược mạng sống bây giờ cô ta mới chỉ là đi theo tôi nếu như tôi bắt đầu muốn đoạt mạng cho cô ta hồn phi phách tán cô ta sợ là sẽ không còn chỉ là đi theo tôi nữa tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy thuật phong thủy của trương nhĩ nhưng chỉ dựa vào một điểm lão có thể đoán tướng mặt cho tôi, thì lão cũng chẳng yếu chỗ nào được. Càng huống chi lão cũng là người cùng thời với ông nội tôi, có sự giúp đỡ của lão, khả năng thành công chắc chắn sẽ càng lớn hơn nhiều. Trong lúc suy nghĩ, tôi càng vô cùng do dự. Di vật của ông nội cũng là vật phẩm bắt buộc để vẽ chấn sát phù. Việc này khiến tôi rất khó lựa chọn. Do dự rằng co hơn chục phút, tôi mới đưa ra quyết định. Đem giường gỗ đặt lên trên bàn, lấy nghiên mực và cây bút đó từ trong da nghiên mực màu đen đỏ không biết là loại chất liệu nào dày nặng khác thường còn cây bút kia cũng đen đến đi vào lòng người mắt trương nhĩ sáng lên thần sắc chứng chạc cũng không kềm được mà lộ ra vẻ thèm muốn tôi hít sâu một hơi bình tĩnh nói một năm đây là di vật của ông nội tôi tôi không thể trực tiếp tặng cho người khác nếu như trương tiên sinh ông có thể giúp đỡ tôi cảm kích vô cùng sau này có cần đến la thập lục tôi tôi cũng tuyệt đối sẽ giúp ông. Nếu như không được, bèn không nhắc đến chuyện cái xác nữ này nữa. Trương tiên sinh giúp tôi làm la bàn nhái là được. Trương Nhĩ cũng suy nghĩ mấy giây, rồi liền trực tiếp gật gật đầu, đồng ý. Lão đỡ lấy bút và nghiên mực xong, bèn là một biểu cảm yêu thích không muốn rời tay. Tôi cũng hơi có chút gấp gáp, hỏi lão làm sao đối phó với cái xác nữ bụng chửa kia. Hơn nữa tôi cũng nói thẳng với lão, tôi vẫn chưa có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dùng la bàn nhái chấn xác nếu thực sự không được thì sợ rằng phải chém đứt đầu cô ta hoặc là dùng phương pháp đặc thủ đoạn hồn phách của cô ta. Trường nghĩ lại lắc lắc đầu, chấn xác còn được, chặt đứt đầu cô ta thì chẳng có tác dụng gì, cho dù là bạch sát đứt đầu rồi vẫn có khả năng che mắt người, đối với loại xác sát, sát này như cô ta sẽ chỉ càng kích động hung tính lên thêm. Hơn nữa đoạn hồn phách oan khuất của cô ta lớn như vậy, người động thủ chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Cậu đã bị báo ứng lên người biết được hậu quả của việc này rất nặng nề, cũng không thể dùng được. Tôi không ngừng cười khổ, nói tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa, mong lão giải thích nghi hoặc dùm. Trương Nhĩ mới nói, là bàn chấn xác, thay cô ta đỡ âm linh, lấy việc đoạn hồn để uy hiếp, bảo cô ta oan có đầu nợ có chủ, đỡ âm linh xong, cần đi đến nơi nào, thì đi về nơi ấy. Tôi thì lại trở nên mất tự nhiên. Đỡ âm linh cho cô ta, thì sẽ ứng nghiệm với những việc trong giấc mơ của tôi rồi tôi cũng đem chuyện này ra kể với trương nhĩ trương nhĩ lại cười cười nói việc này đơn giản chấn cô ta một tháng trước tới lúc đó việc ở sông dương đã giải quyết xong từ lâu cậu còn sợ bạn bè người thân bên cạnh gặp chuyện nữa chắc tim tôi đập đánh thịt một cái nói làm sao có thể chấn một tháng được cho dù là la bàn nhái cũng không thể nào lâu như thế được cũng chưa chắc đã liên tục có tác dụng trương nhĩ mới bảo với tôi định la bàn trong tay tôi có thể làm được đương nhiên lão biết tôi sẽ không lấy định la bàn ra dùng, sợ sẽ làm hư hỏng nó. Trong tay lão có một chiếc tam nguyên bản đã dùng hơn 30 năm, cho dù cô ta là huyết sát, cũng thừa đủ để chấn một tháng. Trong lúc nói, Trương nghĩ lôi thẳng từ trong người ra một cái la bàn to bằng bàn tay, đưa vào tay tôi. Tim tôi đập điên cuồng. Đồng thời lão cũng đem định la bàn trả lại cho tôi, nói có chiếc la bàn nhái kia, lão cũng có thể sao chép được. Bây giờ lão đưa tam nguyên bản cho tôi dùng, thì sẽ không phải gấp rút cần la bàn nhái nữa. Hơn nữa trong cái la bàn này của lão có trộn lẫn với nguyên liệu chấn sát, chắc chắn là dùng tốt hơn so với la bàn nhái. Lão dự định sẽ cùng ra sông Dương xem xét tình hình, cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu như cái xác nữ bụng chửa kia lại tới nữa, thì cùng ra tay chấn khí hung sát của cô ta. Cuộc nói chuyện này khiến lòng tôi chấn tĩnh hơn không ít. Trương Nhí cuối cùng cũng nói với tôi về việc tướng mặt của tôi là do việc cải mệnh người khác gây nên vậy nên nhiều nhất là sẽ xui xẻo 7 ngày. Chỉ cần vượt qua được 7 ngày này, tôi sẽ không chết. Người được tôi cải mệnh đó cũng sẽ không có nguy hiểm nữa. Đương nhiều, nếu như tôi mà chết, mệnh số vốn có của Trần Mù cũng vẫn sẽ về lại trên người lão. Tôi cảm kích gật đầu, nói cảm ơn lão đã giúp tôi giải thích. Bây giờ tôi đã yên tâm hơn nhiều rồi. Kỳ thực tôi cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi. Có điều bây giờ không phải lúc, bên ngoài trời vẫn tối sầm mưa liên miên, giải quyết việc cần gấp trước mới là quan trọng tôi đề nghị ra sông Dương trước, xem mấy người Lưu Văn Tam thăm dò sông, cũng lại xem xem con trâu sắt ở dưới sông. Trương Nhĩ cũng gật đầu đồng ý. Hai người sải bước ra khỏi tiền sảnh, bên ngoài nụ cười của Phùng Chí Vinh cũng rất cởi mở. Vừa hay mấy người Lưu Văn Tam cũng ở phía sau đi ra rồi. Tôi bước qua đi cùng một chỗ với Lưu Văn Tam, Phùng Chí Vinh thì cùng với Trương Nhĩ đi trên đầu. Kể đơn giản một số chuyện, Lưu Văn Tam biểu thị quyết định của tôi là đúng, dùng một món đồ chỉ là thời hạn một năm đổi lấy sự giúp đỡ của một phong thủy sư kinh nghiệm đầy mình đối với chúng tôi mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt rời khỏi nhà họ phùng đều lần lượt lên xe chẳng bao lâu đã đến đập giang đê của sông dương lúc này đã gần giữa trưa mưa đã tạnh một thời gian không ngắn công nhân đang gấp rút thi công cả khu từ đường hóa ra đã có quy mô sơ bộ người làm của nhà họ phùng lên trước báo cáo đưa ra câu trả lời là nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đêm nay có thể đưa vào sử dụng. Tuy rằng từng có mưa, nhưng không hề kéo dài thời gian thi công, thậm chí bọn họ còn rút ngắn thời gian hoàn thành. Phùng Chí Vinh thì hỏi ý kiến của tôi. Tôi trầm ngâm một lát, nói vậy thì không được chậm trễ, bảo bọn họ mời người vạn nhà kia tới sông Dương. Đồng thời phía bên ngoài chuẩn bị ngàn bộ linh đường, sắc chết lên bờ sông, thì đưa bọn họ vào từ đường, hóa oán khí, phá sát cho họ. Phùng Chí Vinh liền đi sắp xếp người làm việc. Tôi và Trương Nhĩ thì bước lên trên bến tàu. Lưu Văn Tam dẫn đám người vớt xác kia, cũng đi xuống sông lần cuối cùng, thăm dò tình hình. Trương Nhĩ đột nhiên nói một câu, con trâu sắt này sợ là sẽ mượn thế nước thế xác để sông vào đập, nhìn sắc trời. Đêm nay sẽ còn mưa nữa, nước trên thượng du vẫn liên tục xả, sông Dương đều đã mở cống xả nước rồi. Nếu như đợi đến đêm, e rằng sẽ không kịp nữa, tình huống tốt nhất là bây giờ bắt đầu vớt xác luôn, dựa vào dương khí ban ngày, xác chết sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc trời tối, đã có người thờ cúng, cũng có thể chấn xác. Chứ đợi đến lúc chuẩn bị chu toàn hết, sợ rằng thứ đến sẽ chẳng phải gió đông, mà là nước lụt. Nếu như thế, cho dù người vớt xác ở dưới sông có bản lĩnh thông thiên, bọn họ cũng chẳng có cách nào cả. Trương nghĩ thế này là đang nhắc nhở, giống như đang khai sáng, nhưng lại khiến tôi không ngừng kinh hãi. Nếu như nước lưu đến thật, chắc chắn không thể vớt xác chết tiếp nữa. Ai còn xuống sông được? Tôi cũng lờ mở nghĩ tới cảnh tượng đó. Nếu như nước lũ tấn công, xác nổi đầy châu, vậy con châu sắt này tuyệt đối có thể đâm vỡ đập giang đê. Chỉ có điều cách làm này của lão tuy có thể hóa giải nguy cơ cấp bách của châu sắt, nhưng ngàn xác chết kia hóa hắc sát, sợ rằng phiền phức cũng không nhỏ. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng trở nên do dự. Trường nghĩ thì lại nói năm đó âm thuật tiên sinh không lề mề nhu nhược thế này ngàn xác tuy dữ, nhưng mạng sống của ngàn vạn người dưới hạ du càng quan trọng hơn, La Thập Lục, nếu cậu đã học được âm dương thuật thì hãy lấy sự quyết đoán của cậu ra. Người không chút quyết đoán, sao thành đại sự được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn DONATE của mọi người dạo gần đây, tôi sẽ bắt đầu khôi phục bạo chương, hôm nay chương thứ tư kết thúc rồi.